Chào các bạn, trước mắt các bạn chính là một mẫu xe thu nhỏ với tỷ lệ là 1/25 và nó là Volkswagen Van Samba, hay chúng ta còn gọi tắt là xe van. Và nếu như các bạn thuộc về thế hệ 7X, 8X thì chắc hẳn rằng các bạn sẽ thấy được cái mẫu xe này tầm những năm 80-90 của thế kỷ trước. Ở Việt Nam của chúng ta lưu hành loại xe này rất là nhiều hen. Và clip ngày hôm nay đây, nhân vật chính không phải là chiếc xe mô hình bằng đai cát này, mà nó sẽ là có liên quan đến mẫu sản phẩm chính mà tôi muốn review ngày hôm nay. Chính là một mẫu Transformer các bạn nhé. Đây là một nhân vật có tên gọi là Wheeljack. Tôi phát âm tiếng Anh không chuẩn, các bạn thông cảm ha. Và đây là một nhân vật với một cái tạo hình theo cái phim Transformer Rise of the Beast. Các bạn chắc đã xem qua phim này ha. Nếu như các bạn là fan của robot nói chung, fan của Transformer nói riêng á, chắc có lẽ là không thể nào bỏ qua phim này ha. Và tôi cũng đã đi xem rồi. Nhưng cái vấn đề cốt yếu ở đây đó các bạn, chính là do tôi thích cái xe này. Tại vì khi mà tôi nhìn cái mẫu xe này á, tôi nhớ lại cái thời nhỏ của tôi, khi mà được ba mẹ tôi chở đi chơi á, nhìn cái chiếc xe này chạy bon bon trên đường nè các bạn, thì cái cảm giác á, nhìn lại cái mẫu xe này nhớ lại những ngày xưa. Cho nên cái cảm giác không hiểu tại sao á, để mà nói nó đẹp xuất sắc nọ thì cũng không đâu ha, nhưng mà kiểu là cảm giác thân thương, cho nên tôi mới mua nó. Tôi mua nó là vì nó gran ra thành một chiếc xe này, Volkswagen Type 2 ha, hay còn gọi là Mirobus, hoặc là ở Việt Nam còn gọi là xe van. Tôi mua nó chỉ là như vậy thôi đó các bạn. Chứ các bạn xem kênh của tôi một thời gian vừa qua đó, các bạn thấy là tôi rất ít review về những mẫu sản phẩm Transformer, vì thực sự là tôi đang bị chán Transformer các bạn, thực sự luôn. Tại vì những mẫu Transformer chơi á thì nó sẽ là rất là đẹp, nó sẽ rất là hay, cách tra này nọ nó rất là hầm bà lằng, kiểu là các thao tác tra nó cực kỳ phức tạp luôn. Thì nếu mà mình chơi ít á thì mình sẽ cảm thấy hứng thú, nhưng mà với tôi á, tôi chơi nhiều á, cái tôi bị ngán dội các bạn. Cho nên nhiều bạn yêu cầu tôi là làm clip review Transformer con này con nọ, tôi không, kiểu như là tôi bỏ qua luôn. Tại vì tôi đang bị ngán á, thì một lúc nào đó tôi hết ngán thì tôi sẽ tiếp tục về những mẫu có cái cách tranh phức tạp đó ha. Còn cái con này tôi mua đơn giản là chỉ vì nó mang hình hài là chiếc xe này thôi đó các bạn. Và bên cạnh đó thì cái dòng này nó cũng nhỏ bé xinh xinh nữa, cho nên cách tranh của nó cũng là đơn giản. Chơi á, cái kiểu chơi nó rất là thoải mái. Mình tranh từ con robo ra chiếc xe hay từ chiếc xe ra robo chỉ có 40-50 thao tác thôi. Còn cái con, những cái con mà nó phức tạp á, cho nó mệt rất là thực sự luôn. Và quay lại với một sản phẩm này, thì một sản phẩm này là thuộc về Studio Series. Các bạn thấy 108, tức là con này là mẫu thứ 108 của dòng rồi. Và đây là con đầu tiên thuộc về cái Studio Series mà tôi có được luôn ha. Và thuộc về Hasbro. Giá của nó được niêm yết là 25 USD. Đó là giá niêm yết thôi, quy đổi ra là tầm khoảng 600.000. Rồi thì tiền ship, tiền thuế má này nọ về nữa là tầm khoảng 750 đến 800 ha. Nếu mà chúng ta mua thì giá nó tầm là như vậy. Và các bạn lưu ý giùm tôi, đây chính là cái giá tôi nói ra để các bạn tham khảo thôi. Còn tùy vào nguồn các bạn mua nữa thì sẽ được giá rẻ hơn hoặc là mắc hơn. Tùy vào thời gian mua, tùy vào cái lúc mà hàng nó hết hàng hay là nó còn ế hàng nữa các bạn. Và một sản phẩm này tôi nhờ bạn của tôi mua, tại vì bạn của tôi có cái tài khoản Shopee á, rồi app mã này nọ các kiểu nữa, cho nên về đây là tầm khoảng 630-640. Đó là cái giá mà tôi nhờ bạn tôi mua trên Shopee và app mã nha. Quay trở lại với một sản phẩm này, thì cái dòng sản phẩm này có một cái hay là như thế này nè các bạn. Khi mà chúng ta khui ra đó, nó sẽ có một cái background bên trong nữa. Và các bạn lưu ý ha, cái hộp mẫu sản phẩm này nè, khi mà bán á là sẽ để ở cái dạng robo ha, rồi chân ở bên trong nó cũng đẹp lắm. Tuy nhiên á, từ robo ra thành xe nó sẽ khó hơn là từ xe chuyển thành robo, cho nên tôi chuyển dạng sẵn thành dạng xe như thế này ha. Rồi tôi sẽ chuyển nó thành robo cho các bạn xem. Và cái background nè các bạn, nó sẽ cho chúng ta biết được đây là Studio Series 108 ha, Transformer. Và nó là cái hình con đường nè, chúng ta để chiếc xe lên đây chân cũng được, kiểu rất là đẹp ha. Rồi sau đó khi chúng ta chan thành con robo, để con robo lên đây cũng đẹp nữa các bạn.
Còn đây là hướng dẫn lắp ráp ha. Thì thôi, không có cái vấn đề gì cả. Cái con này ráp nó cũng kiểu là cũng đơn giản cơ bản á. Tôi thật sự là tôi không có xem đâu đó các bạn. Để xem coi nó có bao nhiêu thao tác ha. 20. Ồ, từ robot ra xe chỉ có 28 thao tác thôi các bạn. Hồi nãy tôi nói 50 là hơi bị nhiều rồi ha. Ồ, chỉ có nhiều 28 thao tác là từ xe ra được robot rồi. Đơn giản, chơi nó thoải mái các bạn. Kiểu như là khi mà mình cầm một con đồ chơi nè, cầm ở trong tủ, nhìn trong tủ á, rồi cái cầm ra chuyển qua chuyển lại nó có 20 mấy 30 thao tác thôi, kiểu nó thoải mái nhẹ nhàng chơi giải trí. Chứ những cái con kia thật sự luôn á, nó tranh thì tôi không có phủ nhận là nó xấu, tôi không có phủ nhận nó là tranh tệ, nó tranh đẹp, tranh hay, rất là phức tạp luôn. Nhưng mà chính vì cái sự mà chi tiết tỉ mỉ đó cho nên khi cầm một con lên tranh mà cả trăm cái thao tác như vậy á, thì cái cảm giác á là nó bị ngán thật sự luôn. Là khi tôi làm clip review á, tôi mới tranh những con đó thôi, chứ ở nhà không đời nào tôi đụng tới luôn các bạn. Đó là cái cảm giác lâu ngày á, nó khiến cho tôi bị chán, nó khiến cho tôi bị dội đi so với những con tranh phức tạp. Nhưng mà chỉ là tôi nghĩ đó là cảm giác bị ngán tạm thời thôi, chứ một lúc nào đó tôi cũng sẽ quay lại với những mẫu đó thôi. Còn bây giờ thì trong lúc chờ đợi cái cảm giác hưng phấn muốn chơi lại những mẫu phức tạp á, thì chúng ta làm quen tới một cái mẫu nhỏ và đơn giản ha. Đây, chiếc xe mà tôi yêu thích, kiểu nó nhỏ bé xinh xinh dễ thương lắm các bạn. Và chính vì nó là hàng của chính hãng á, kiểu là của Hasbro á, cho nên nó cũng khá là cứng cáp khi chạm thành nhà xe ha, không có rụt rịch và chạy rất là nhạy các bạn ha. Cây súng là kiểu như là để ở trên cái nóc xe là dạng robot sử dụng ha, còn không thích thì chúng ta vẫn có thể tháo ra để bên ngoài được, không sao cả. Nhìn cái xe này nhớ tới những năm 90 ghê. Không hiểu tại sao tôi lại yêu thích cái form dáng xe như thế này. Và ok, không có gì để nói khi ở dạng xe cả, vì nó cứng cáp, nó một khối như thế này. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu chuyển nó thành dạng robot, các bạn hãy xem cùng tôi nhé. Đây, trước tiên hết là cái chi tiết này nè các bạn. Chúng ta sẽ nắm và mở ra ha. Nó sẽ có cái chốt gài tương ứng nè. Đó, nắm và mở ra như thế này. Tiếp đến là cái phần này nè các bạn. Cái phần mui xe đó, chúng ta sẽ nắm kéo ra ha. Và chỗ này có cảm giác là nó hơi bị cứng đó các bạn, cảm giác hơi bị sợ ha. Và cái khớp của nó hoàn toàn là bằng nhựa, khớp ráp này là bằng nhựa hết. Cho nên khi có bẻ đó, thấy cứng cứng thì nương tay lại, chứ đừng có bẻ mạnh quá ha các bạn, sợ nó gãy luôn cái cây á. Đó, tạm thời để là như thế ha. Và tiếp tục là hai cái chân này chúng ta tách ra. Đó, tách ra như thế này. Nó sẽ trở thành phần chân của dạng robot đó các bạn, tạm thời để đó ha. Và cái mui xe nè, nó cũng đã tự nứt rồi nè, chúng ta sẽ xoay ra luôn. Ok, tạm thời để như thế. Tiếp tục là tới cái chi tiết này, cái phần mặt của xe nè các bạn. Chúng ta sẽ phải mở cái này ra trước chứ ha. Mở ra trước, rồi cái phần này chúng ta sẽ bung nó lên các bạn. Cẩn thận ha, làm nhẹ thôi. Nếu mà gãy thì cũng không gãy đâu, nó chỉ là một cái chi tiết, những cái khớp này á, nó chỉ là để gắn vào thôi, chứ nó không có thanh sắt sọt qua ha. Cho nên cẩn thận một chút, làm mạnh thì nó bị bung ra thôi. Gấp là như vậy. Rồi tạm thời để đó. Tiếp tục ta sẽ xử lý tới cái phần tay nè. Hai cái phần tay này nó là khó nhằn á, tại vì nó bị vướng vào hai cái phần này nè các bạn. Thì hai cái nắp này nè, nó sẽ có cái chốt gài vô cái phần tay ha. Thì các bạn phải cẩn thận mở nó ra trước ha. Đó, mở ra như vậy nè. Đó, các bạn thấy cái chốt không gài vô á, lưu ý cho đó ha. Đó, mở ra như thế này, thấy cái chốt không, cái chốt này sẽ gài vào cái lỗ nè. Đó, và tiếp đến là cái phần tay này chúng ta sẽ xử lý tiếp đi ha. Đầu để tôi xem cái chỗ này nó hơi bị phức tạp một chút nè. Các bạn thấy nè, nó sẽ có một cái khớp ha. À, tạm thời để như thế đi. Và cái này là cái tay nè, mở ra các bạn. Đó, mở ra như vậy nè. Oh, đẩy lên và xoay cái này ra, xoay cái tay ra đằng trước đi để chúng ta dễ thao tác cho nó đỡ bị vướng ha. Thì cái phần mui xe ở giữa cái phần thân á, gấp lại như thế này. Đó, tương tự bên đây cũng là như thế. Đẩy lên, đẩy lên và để ra đằng trước, xếp lại. Như thế là hai cánh tay của chúng ta đã hoàn thành rồi. Tiếp tục chúng ta sẽ xử lý tới cái phần này ha. Cái phần nắp này nè, chúng ta sẽ mở xuống như vậy đi. Đó, phải mở xuống tạm thời như thế ha. Rồi cái phần này
xoay lên. Cái phần này cũng xoay lên để cho nó đỡ vướng đó các bạn. Thì khi đã xoay lên rồi, nó không còn vướng nữa, thì chúng ta mới bẻ cái phần thân xuống được ha. Đó, bẻ xuống như thế này. Và các bạn nhìn nè, hai cái miếng đen này nè, có hai cái chốt nó sẽ gài vào đây. Đó, thấy chưa, như thế là ổn rồi. Chỉnh lại. Khi mà chúng ta bẻ như thế này á, mới hạ cái phần thân xuống được ha. Nó sẽ không có bị vướng nữa các bạn. Chứ không là nó sẽ bị vướng và dễ bị bung rớt lắm. Tiếp tục là xử lý tới cái phần chân của nó ha. Đây. À, các bạn nhìn nè, dùng ngón tay nhấn vào đây nè, thì nó sẽ bung ra cái phần bàn chân ha. Và cái nắp nè, có cái lỗ tương ứng, xếp lại, mở ra. Và chúng ta xoay một vòng ha, như thế này. Còn cái phần nắp này nè, chúng ta sẽ hạ sát xuống. Đó, như thế là xong một bên chân rồi đó các bạn. Và tiếp tục cái phần chân này cũng như thế ha, xoay một vòng như thế này nè các bạn. Đó, và dùng cái ngón tay chọc vào đây, phần chân mở ra, đẩy cái nắp lại. Cái phần này hạ xuống sát. Đó, như vậy là dạng robot của chúng ta đã xong rồi đó các bạn. Kiểu nó đơn giản ha, nó sẽ không có phức tạp. Chỉ là nó hơi bị khó, hơi bị vướng ở cái phần này thôi các bạn. Chứ con này cơ bản là lắp ráp đơn giản, không có khó khăn. Cái này là tự tôi mò luôn, không cần nhìn hướng dẫn luôn. Chơi nó thoải mái. Còn cái súng muốn thì cho nó cầm trên tay. Vì đây là một món đồ chơi kiểu như là đơn giản cho trẻ em, cũng là kiểu rẻ tiền á, cho nên cái cách xử lý của nó chưa có được trơn chu, chưa có được mướt cho lắm. Chẳng hạn như cái phần này nè các bạn, cái phần kính xe và cái mui trước của xe á, nó chỉ là như thế thôi. Nếu như nó có thêm một cái khớp đó, tôi lại đòi hỏi tôi cũng khó chịu quá ha. Kiểu như là cái món đồ chơi tranh phức tạp quá đó thì lại chê là ráp mệt này nọ, còn tranh đơn giản quá thì cũng lại chê nè. Nhưng mà ý của tôi là cái này nè, các bạn thấy không, nó nhô ra thì hơi phí ha. Nếu như ở đây nó có thêm một cái khớp nữa, bẻ quặp cái phần này nè vào đây nè, rồi hạ cái này vô, thì cái phần lưng nó gọn hơn, thêm một thao tác thôi các bạn. Nhưng họ không làm, chắc có lẽ là họ nhắm đến nhóm đối tượng trẻ em á là chủ yếu, cho nên cái cách xử lý nó sẽ là đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà nó lại không được trơn mướt cho lắm ha. Rồi, chỉ là như thế thôi. Còn cái phong robot nếu mà chúng ta nhìn ở đằng trước á, kiểu cũng là cute ha. À, và tôi quên nói nữa, nhân vật Wilzet này nè là một nhà khoa học tài năng ở bên phe Autobot ha. Thì có nhiều cái tạo hình á, nhìn cái mẫu nhân vật này rất là đẹp luôn, kiểu như là ra cái dáng bác học á các bạn. Tôi cũng không biết nhiều lắm về Transformer đâu, vì tôi chưa hề xem một tập phim hoạt hình nào cả. Nhưng mà tôi tìm hiểu á, thì tôi thấy có những cái tạo hình ở trong các phần phim hoạt hình á, thì cái nhân vật này ra dáng là một nhà bác học lắm, kiểu như là tóc dài nè, đeo kính nè. Nhưng mà nhìn cái tạo hình nhân vật này á, kiểu như là lùn lùn, đục đục, trĩ như thế nào các bạn. Đeo cái cặp kính nhìn cái cảm giác á là nó bị ngố, chứ không có ra được cái chất thông thái của một nhà khoa học ha. Không có ra phong thái của một nhà khoa học tài năng, kiểu như là nhìn còn trẻ trâu kiểu như vậy á. Và nhìn chung thì đối với tôi á, một cái mẫu đồ chơi 25 đô tầm 600 mấy như thế này thì tôi sẽ không có đòi hỏi gì đâu các bạn. Nhìn dạng robot cũng ok, dạng xe thì tôi thấy nó đẹp. Và tôi ấn tượng là từ cái dạng xe đó các bạn. Lúc mà Hasbro giới thiệu về mẫu sản phẩm này nè, tôi nhìn dạng xe là tôi xác định là tôi sẽ mua nó ngay. Đó, kiểu như vậy á. Thì khi mà các bạn gặp một mẫu đồ chơi nào á mà các bạn có những cái ấn tượng và mua thì nó sẽ là dễ dàng hơn ha. Còn có những mẫu không thích cái điểm này mà lại có cái điểm kia khiến mình thích, nó khiến cho mình phải phân vân thì khó chịu. Còn có những mẫu sản phẩm nhìn vào một cái là muốn mua liền thì nó sẽ dễ dàng quyết định hơn. Quay trở lại với mẫu sản phẩm này, mẫu sản phẩm này vẫn sẽ có khớp cử động ha. Tuy nhiên thì các bạn trông chờ gì vào một món sản phẩm chỉ có 25 đô mà nó cho anh được nữa các bạn. Nhưng mà tôi vẫn sẽ thể hiện cho các bạn xem ha. Đầu của nó nè, cứ lên cuối xuống, xoay trái phải được như thế này. Tay của nó thì xoay tròn được rồi các bạn. Và nó sẽ có cái khớp kiểu tay co được như thế này, hơn được 90 độ ha. Người của nó thì cái khớp này là cái khớp xoay hỗ trợ cho cái việc tranh, cho nên nó cũng xoay được thôi. Đó, thấy không? Chân đá là được như vậy, tẹt là được như vậy, và co được như thế này. Bàn chân của nó thì xoay được như vậy. Đó, chỉ là như thế thôi, khớp của nó là cơ bản thôi, chứ không thể nào đòi hỏi được ha. Và ngay cả cái bàn tay của nó nè các bạn, nó cũng không có khớp luôn. Thì chúng ta đòi hỏi gì? Chơi với một cái mức tiền như vậy thì phải hiểu là
những gì món đồ chơi đó mang lại cho chúng ta là như vậy thôi ha. Nhưng mà tôi lại thấy rất là kiểu như là chơi rất là thoải mái với cái món này, chứ nó không có tạo cho tôi một cái sự là mình mua một con về với một cái giá mắc mà nó lại không làm được cái này, không làm được cái kia, nó tạo cho mình một cái sự ức chế. Còn với một cái giá tiền như thế này thì tôi hài lòng với những gì cái con này đem lại là như vậy. Ok ha, và tôi sẽ bu một vài tư thế action của nó, các bạn hãy xem cùng tôi nhé. Những gì cần nói thì tôi đã nói hết rồi. Còn các bạn có ý kiến gì về mẫu sản phẩm này thì hãy comment chia sẻ ở bên dưới nhé. Clip đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau. Bye bye.